Chào bạn, và hôm nay bạn đến với một bạn nam, các bạn thấy không? Đẹp trai, tuy không to cao nhưng mà có vỏ. Vậy thì để mọi người cùng biết cái bạn đẹp trai và có vỏ này như thế nào thì mời bạn giới thiệu cho mọi người biết đôi nét về bạn đi. Chào thầy, chào các bạn. Xin tự giới thiệu, mình tên là Đặng Trần Anh Tuấn. Thì mình sinh năm 90, mình sinh ra và lớn lên tại phố Hồ Chí Minh. À, vậy là năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay là tròn 27 tuổi. Có vợ chưa? Chưa có đâu ạ. À, chưa có người yêu chưa? Người yêu sắp có. Sắp có rồi. À, vậy là còn cơ hội cho rất là nhiều bạn gái xem với chương trình này. À, vâng, mình nói cho vui chút xíu thôi. Vậy thì bạn Tuấn có thể chia sẻ cho mọi người là bạn đang kinh doanh được bao nhiêu năm rồi? Hiện tại thì mình kinh doanh cũng khoảng trên dưới 2 năm. 2 năm. À, lần đầu tiên ra khởi nghiệp bạn chọn sản phẩm gì? Lần đầu tiên á, thì mình ra khởi nghiệp thì mình chọn sản phẩm đó là vòng đeo tay Hermes. Lý do sao bạn lại chọn cái sản phẩm? Hồi xưa á, mình chọn đó là sản phẩm đó tại vì thứ nhất là mình gần nguồn nguyên liệu, thứ hai á, là mình cũng hồi xưa hồi còn đi học là cũng từng bán sản phẩm đó rồi, nên là lúc mình bắt đầu kinh doanh á, thì mình nghĩ là kiếm cái nào mà dễ nhất, gần nhất, và mình bắt đầu thử tập tành cái bán. Ban đầu mình cũng lựa chọn nhiều lắm, mình cũng suy nghĩ cái này lời không lời nhiều không, nhưng mà nhớ lời thầy Duy nói á, là ban đầu khởi nghiệp á, thì nếu mà chọn sản phẩm á, thì cứ chọn đại đi, bắt đầu bán. Trên quá trình mình bán á, thì mình sẽ gặp được nhiều cơ may, lúc đó mình có thể đổi được sản phẩm khác. Thì đúng là như vậy, trong lúc khởi nghiệp thì mình có những cái mình có những cái vấp váp, mà trong quá trình đó thì mình có nhập những sản phẩm mới. Hiện tại thì cái dòng sản phẩm cũ thì mình hiện tại mình cũng ngưng rồi, và mình có sản phẩm hiện tại kinh doanh bán sản phẩm là về ví da thủ công, thì cũng trên đường cơ duyên thôi mình gặp được sản phẩm này, thì mình kinh doanh cũng hơn được 1 năm rồi. Ví da thủ công là sao chưa hình dung nổi luôn á, bạn có thể cho mọi người biết ạ? Thì như chúng ta đã biết á, thì ví á, thì là vật dụng phổ thông rồi, nhưng mà đa phần hiện tại trên thị trường là đều may bằng may máy, may công nghiệp sản xuất hàng loạt. Còn dòng ví da thủ công bên mình á, là sản xuất hoàn toàn bằng tay do các thợ thủ công làm, từng từng kim mũi chỉ đều đan bằng tay, cho nên thì nó có sự tỉ mỉ hơn, có sự chăm chút hơn trong sản phẩm của nó đó. Nó khác nhau cái gì giữa hai cái bóp làm công nghiệp và bóp thủ công, thì điều gì để phân biệt nó khác nhau? Bạn có sản phẩm đó Hiện tại thì mình không có đem theo, mình không có chuẩn bị trước, mình để trong cặp rồi. Thì đa phần á, mình có thể phân biệt theo chủ yếu là đường may. Chỉ may thủ công á, thì nó kiểu cách của nó khác hơn, được chỉ to hơn và nó nổi bật hơn so với lại ví may bằng phương pháp công nghiệp may bằng máy đó. Và bạn khi mà cầm được sản phẩm thủ công đó, là bạn có thấy được cái sự độc đáo và cá tính của nó đó. Nếu mà ví công nghiệp đó, thì nhìn nó hơi đơn điệu hơn, và ví may bằng phương pháp thủ công thì nó cá tính và nó phong cách hơn. Ví da thủ công của bạn nó có thương hiệu là gì? Hiện tại thương hiệu mình là Leono. À, rồi làm sao để mọi người mua sản phẩm của bạn? Bạn có thể vào những trang web của mình là leono.com hoặc là visa.com, hoặc gọi qua điện thoại hotline 0918 327021 để gặp nhân viên tư vấn trực tiếp. Rồi họ muốn là kết nối bạn qua Facebook thì sao? Bạn có thể qua Facebook là số điện thoại 0919 979 4300, và Facebook mình là Tuấn Đặng. À, cái việc kinh doanh của bạn hiện tại nó có tốt không? So với hiện tại thì so với những ngày mà khởi đầu rồi, hiện tại mình thấy rất là ổn, và mình đang rất là tự hào về cái những việc phát triển của mình. Hồi xưa mình nhớ hồi xưa mới gặp bạn là bạn hầu như là trực chiến các hội chợ. À, bạn là một trong những người có thâm niên đi hội chợ rất là nhiều, hầu như vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người ở đây, có rất là nhiều người họ chưa hoàn toàn đi tham gia hội chợ, lúc nào có nhiều người ra kinh doanh thì tại sao bạn tập trung vào cái kênh hội chợ, và bạn có cái kinh nghiệm nào khi đi cái kênh hội chợ? Thật sự thì cái việc mà mình chọn hội chợ á, cũng là ngẫu nhiên thôi. Trong quá trình kinh doanh thì mình thấy một số người bạn giống mình á, thì bán hội chợ, và trong quá trình học tại Bi Training thì thầy Duy cũng nói về hội chợ, nên quyết định mình thử nghiệm và dấn thân vào. Thì nếu nói về kinh nghiệm á, về dành các anh em mà khởi nghiệp trong mà muốn thử kinh nghiệm về hội chợ, thì thứ nhất á, là các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể vào cái group trên Facebook gọi là group xe gian hội chợ Hồ Chí Minh. Cái đó giống như là tập hợp tất cả các thông tin về hội chợ thành phố Hồ Chí Minh, và bạn có thể list ra một danh sách ở thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu hội chợ, có bao nhiêu cái chợ phiên, có bao nhiêu các chợ phiên sinh viên cũng có trên đó luôn, bạn có thể tham dự.
thứ nhất bạn tham dự tham quan trước, và sau đó bạn có thể bắt đầu từ những cái chợ phiên. Bắt đầu, nếu mà bạn khởi nghiệp á, bạn không có vốn nhiều thì các bạn có thể bắt đầu ít thôi, các bạn có thể share gian, các bạn có thể share sản phẩm, và các bạn tới đó mà chủ yếu là học hỏi tham quan, rồi khi nào bạn thấy cái hội chợ đó ok có thể phát triển được, các bạn có thể đầu tư nhiều hơn, thí dụ đầu tư trang trí đẹp hơn, rồi đầu tư về vật chất, đầu tư đồ bạn trữ nhiều hàng hơn để bán. Đó là những bước tiếp theo. Bạn có thể chia sẻ là cái nguyên do nào, cái cơ duyên nào mà bạn chọn con đường khởi nghiệp? Thật sự thì mình cũng đam mê kinh doanh cũng từ lâu rồi, cũng thể là do gia đình mình là truyền thống là về buôn bán, và mình cũng muốn một khi mà mình đi làm thì mình cũng muốn một cái gì đó cho riêng mình muốn sự tự do hơn, mình muốn năng lực của mình được phát triển nhiều hơn, và mình cũng muốn được nhận được nhiều hơn so với năng lực của mình, nên mình chọn quyết định con đường khởi nghiệp. Từ lúc ra khởi nghiệp tới giờ bạn có nhiều khó khăn không? Bạn kể một số khó khăn. Thật sự thì ra khởi nghiệp thì rất là nhiều khó khăn. Khó khăn chắc là ai cũng gặp giống như mình. Thứ nhất là khó khăn đầu tiên, khó khăn về vốn. Thứ hai khó khăn về kiến thức, về kinh nghiệm. Và mình cũng rất may mắn, thật sự là rất may mắn khi gặp được thầy Nguyễn Thái Di. Vì những kiến thức ở đây thì mình giúp cho mình đi được những con đường mà nó ít chông gai hơn. Và mình rất tâm đắc câu nói của thầy là thí dụ như thất bại thì phải thất bại cho thành lịch. Mình nhắm cái hướng đó nên mình đi con đường này lúc nào cũng rất là an toàn. Rất là có thể dù mình té nhưng mà vẫn có thể đứng dậy được. Có thể chọn một sản phẩm sai, có thể chọn kênh phân phối sai, có thể chọn một cái thời điểm thời vụ đó sai, nhưng mình vẫn có thể mình đứng lên rồi mình tiếp tục con đường tiếp. Mình có đỡ hơn so với lại nhiều bạn. Thì qua những năm tháng là kinh doanh á, thì bây giờ mà cái mà vui nhất của bạn đó là cái gì? Cái thành quả đạt được hôm nay là nó là gì? Nếu mà thành quả vui nhất trong những ngày tháng rồi đó là mình có tạo được dòng tiền nuôi bản thân, bắt đầu mình có thể nuôi nhân viên của mình, thì và gia đình cũng có những cái nhìn tốt về mình, bạn bè xung quanh cũng họ bắt đầu công nhận mình. Hồi xưa thì gia đình bạn bè này kia thì họ cũng không thích lắm đâu, mình rủ mình đi chơi này kia thì mình cũng thật sự là đó khởi nghiệp kinh doanh không có tiền cũng từ chối nhiều lắm, cũng bạn bè cũng bơi bớt. Bây giờ thì cũng bắt đầu cũng có điều kiện hơn. Vậy cái mục tiêu sắp tới của bạn là gì? Có đưa cái thương hiệu mình đi đâu hay là cái khát khao của bạn nó là gì? Bạn có thể chia sẻ. Mục tiêu sắp tới tháng 5 của mình đó là mình sẽ bắt đầu mở cái showroom đầu tiên của mình vào đầu tháng 4. Và bắt đầu mình phát triển theo cái hướng về là mở các cửa hàng ở các tỉnh. Và mình đã có kế hoạch cho việc đó. Trước tiên là đánh trên online, và sau đó mình sẽ mở hệ thống offline phía sau. Rất là tuyệt vời. Một cái lời chia sẻ cho những cái bạn mà chưa khởi nghiệp đó là lời gì em? Một lời chia sẻ của mình cho các bạn mà đang muốn khởi nghiệp, thì các bạn có thể tập dần từng bước. Các bạn có thể tìm hiểu về thế giới kinh doanh. Các bạn bắt đầu bằng những cái thứ nhỏ, và các bạn có thể đi đến những bước lớn kinh doanh như tại Vi Trang Liên học, hoặc là những đọc những cuốn sách về kinh doanh, để các bạn có thể tích lũy hơn nhiều thứ. Để các bạn có thể rủi ro thì tất nhiên lúc nào cũng có rồi, nhưng mà để học những lớp này thì các bạn có thể rủi ro bạn giảm đi, và các bạn có thể tăng tốc hơn trong quá trình đạt được tới thành công của mình. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã giao lưu với bạn Tuấn Đặng. Gọi lên nickname là Tuấn Đặng bán ví thủ công đi ha. Ví giao thủ công đi ha. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều đoạn video phía sau. Chào các bạn, gặp các bạn lại.